Kỹ năng sống cho bé. Xin chào con Vân, xin chào các bạn. Hôm nay Diên Nhi và em Thanh Nhi sẽ hướng dẫn các bạn cách tôn tranh khác. Bức tranh của mình đó là hình Lego. Bức tranh của mình là nó là hình Lego gái. Bây giờ mình sẽ thử ra xem bức tranh như thế nào nhé. Wow, rất là đẹp.
Nhí và Yasa Nhí ơi, các bạn đã tô xong chưa nào? À, bạn Nhị Nhí bảo các bạn Nhị Nhí đã tô xong rồi đấy. Các bạn xem bức tranh của bạn Nhị Nhí nào. Wow, đã đẹp hơn rất nhiều đấy. Hình logo của bạn Nhị Nhí đã nhìn sinh động hơn này, đẹp hơn này. Còn Elsa xong chưa nào? Elsa vẫn chưa xong à? Elsa xong chậm quá nhỉ? Bạn Nhị Nhí giơ lại những bức tranh cho các bạn xem nào. Các bạn về cũng tô màu như Nhị Nhí nhá. Bạn Nhị Nhí hôm nay của chúng ta đã rất giỏi, là vì bạn đã biết phân biệt được các màu này và cũng biết tô màu cho bức tranh rồi đấy. Các bạn cũng về và tập tô màu cho các bức tranh nhá. Elsa đã xong chưa? Bạn Elsa Nhí đã tô màu xong chưa? À, hình như Elsa Nhí cũng tô xong rồi ấy nhỉ? Elsa Nhí đã tô xong chưa nào? Elsa Nhí hãy giơ bức tranh của mình lên cho các bạn xem nào. À, bức tranh của Elsa Nhí cũng nổi đấy. Thế Elsa Nhí dùng màu gì để tô mũ cho bức tranh nhỉ? Màu hồng à? Tô mũ cho bạn búp bê màu hồng này. À, thế còn mái tóc cho bạn búp bê màu gì? Elsa quay bức tranh lên đây cho các bạn cùng nhìn nào. À, thế cho Elsa tô váy của bạn búp bê màu gì nhỉ? Còn tay áo màu gì? Và cái nơ của bạn búp bê màu gì nhỉ? À, thế còn quyển sách là màu gì? Màu xanh gì nhỉ? À, các bạn thấy bạn Elsa Nhí giỏi không? Bạn Elsa Nhí cũng biết phân biệt được các màu rồi đấy. Các em hãy tập phân biệt các màu như Elsa và Nhị Nhí nhá. Các bạn ấy rất giỏi đấy. Cũng biết là phân biệt màu sắc rồi đấy. Các em đã biết phân biệt màu sắc chưa? Các bạn hãy mua trên các video.